Hello, xin chào các bạn, mình là Zoe đây Và đây sẽ là cái video mà đập hộp cái con Hyperwork Helios Mẫu sẽ coi trong hộp cái con uh, uh, Helios này của Hyperwork nó có cái gì Và trước khi mà mẫu sẽ cái con, uh, cái hộp, cái unbox này Trước khi mà đi vào cái phần mẫu sẽ unbox ra Thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, share và subscribe Tại vì cái gì mà các bạn yêu cầu là mình làm liền luôn các bạn có thấy là trên bạn mình đó liền luôn một cái con helios mà các bạn đã kiểu bữa giờ các bạn đòi á mà không biết là các bạn có subscribe với lại like share mình liền không nữa nhưng mà trước khi đi vào cái phần mà mổ xẻ thì mình sẽ gọi là chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái hộp của cái con helios này đến từ hyperwork và xung quanh cái hộp thì mình thấy là ok một cái hộp mà có một cái thiết kế khá là ok luôn nó nó nói chung là đỏ đen rồi Good. kiểu ở đây nó có phay màu cái thứ là gradient cái thứ thì mình thấy là ok thì uh, dưới đây có là bắt đầu từ đam mê thử sức với khác biệt một cái slogan một cái catchphrase của hyperwork và đây là những cái mà thông tin uh, gọi là thông số của cái con chuột này nhưng mà với những cái này á, thì mình không biết á, là cái tệp khách hàng của hyperwork là người việt hay là người nước ngoài tại vì nếu mà là một cái người một cái hãng nhãn hàng của Việt Nam và có một cái tôn ti Việt Nam á thì mình thấy là uh, tôn ti dân tộc cái thứ á thì mình thấy là mấy cái này thì nên là tiếng Việt đi còn nếu mà manual nhộ thì mình để tiếng Anh chỏng cũng được nhưng mà nếu mà uh, Hyperwork nhắm tới cái gọi là cái tệp khách hàng lớn hơn đó, thì mình nghĩ là ok như thầy vậy cũng ok luôn như các bạn thấy thì mình vẫn có chưa có tháo siêu luôn mà, các bạn thấy không vẫn chưa tháo siêu luôn Và mình mới Gọi là họ giao mình một thời sáng Nhưng mà bây giờ Mình mới lấy lên Thì uh, Chúng ta phải đi vào Cái phần mà Unboxing ra thôi Thì uh, Yeah Các bạn uh, gọi là Đi khám phá cùng mình nè Đang bài Ơ chết Oh shit Oh no Oh Oh no Chạy rồi Nói chung là hợp thì mình cũng không có quan trọng lắm đâu mình chỉ quan trọng là cái nội dung ở bên trong hai hai bộ gửi đến gửi cái gì đến cho tụi mình thôi thì với là một cái brand Việt Nam á, và một cái con chuột mà kiểu gọi là con chuột chơi game mà nó gọi mang cái những cái hiệu suất của hiện tại hiệu suất tiêu chuẩn của hiện tại bây giờ á, thì mình thấy là cũng ok thôi thì do yeah. chúng ta cái cùng đi xem nào cái hộp này thì mình chắc mình quăng quá thì trong hộp nó sẽ có là các bạn có thể thấy nè thì uh, một con chuột một cái uh, dây cáp có hai bộ work ở đây có một cái adapter ở đây một cái bộ fit đi kèm một cái bộ fit thay thêm thay thế và một cái bộ grip tape như các bạn có thể thấy bên trong nè đó mọi thứ đều nằm ở trong một cái lớp foam khá là ok thì uh, đây là cái con chuột và có một cái lớp phim để mà các bạn uh, kiểu bảo vệ cái phần đít chuột này á. thì um, ok 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 oh, nói chung là cũng ok khi mà mình vừa cầm vào cái dáng ấy thì mình thấy là ok như là một cái con mà chipbreak thu nhỏ cái con này giống như cái con chipbreak thu nhỏ hơn nè thì uh, yeah trong đây thì có là cái bộ dây cáp gỡ cái tấm phôm này ra thì mình sẽ có là một cái user manual một cái user manual mà không phải là kiểu bấm lại hình cuốn sách mà kiểu một cái giải ribbon hay là kiểu một cái một cái bản đồ đó. thì mình thì mình không có thích thiết kế này nhưng mà OK, OK, cho gì thì lấy đó thôi chứ biết giờ. Thì trong đây là sẽ có là cái bộ fit đi kèm, thì với là cái fit mắt đọc, fit chính, rồi cái fit các bạn có thể thấy hai cái này thì là fit của hai cái hai cái mảng này thì cũng dễ hiểu thôi. Còn đây là một cái bộ grip tape. Đây, grip tape thì để mình gọi là mình test thử rồi cái cảm giác bám nó như thế nào cũng gọi là đó cũng gọi là với lại một cái brand mà Việt Nam đó thì cũng cũng thấy là khá là hay khá là ok để mà một cái brand Việt Nam mà có thể ra một cái sản phẩm như thế này thì đó giờ các bạn thấy là brand Việt Nam ít ra những cái con chuột không dây chơi game mà nó kiểu nó ok lắm nhưng mà mình thấy là cũng ok đấy ok phế đấy rồi cái cái này thì bây giờ mình phải làm sao ta cái này là một cái nút nè thì hình như là mình thấy là oh oh, các bạn bật ra giống vậy đúng không? Có cái ngàm ở đây nè, các bạn thấy không? Thì các bạn... Wow! Hai trong một Wow, và cái đồng hồ nằm trong đây Không, đồng gồ, đồng hồ không có 500 nhỉ? Mình cảm thấy là... Đồng gồ nó không có 500 Thì đây là một cái thiết kế mà khá là ok của Hyperwork Nothing, không ập ẹp gì hết Ok, ok, nói chung là... Một, hai, ba Wow. Thì uh, đây là cái video mà unboxing cái con chuột uh, Hyperwork uh, gọi là cái gì đây? Cái con chuột Helios của Hyperwork với cái mã là GM01BLK. BLK là black. Và mình thấy là cái phối màu này của uh, Hyperwork đem đến cho cái con Helios thì mình cũng thấy là khá là ok, khá là chuộng mắt của mình á. Tại vì uh, nó, nó gọi là nó có cái cá cái cá tính mạnh á. Thì mình thấy là ok Thì đây là cái video Mà mình unbox Cái con uh, Helios Đến từ Hyperwork Inbox nhanh luôn Vừa mới lấy lên Là mình inbox Mình lên video review cho các bạn luôn Thì các bạn Nếu mà các bạn thấy hay Các bạn hãy like, share Và subscribe cho mình Thì uh, Nói chung là yeah, Cảm ơn các bạn đã xem uh, Bye bye